là cái mai hát cũng sắm mở hả? Anh nói gì đâu chứ anh thích, nói gì đi. Cạn lời nói gì nữa. Cái mai đợi để gì cạn lời. Này là tuổi là hơn 30 năm hả? Tao quay là tao không thấy mặt nha. Đó trời góc ngoài 35 tuổi. Chán gì là mới sống mà chán đường này kia. Rồi chết keo hả? Anh rồi làm thật nó không đền cái cây chết luôn. Có sợ gầu ra cắt luôn để cho nó ra rễ rồi chơi luôn hả? Cái vân đen là sao vậy? Thư hả? Nó có vân đen đó, thấy không? Chết hả? Cắt luôn hả? Chết. Anh đâu có biết gì đâu. Quá trời nhạc. Đi đi bên biển chân. Cái kéo là không phải bỏ thôi. Thì bỏ chúng ta là cái cắt băng gâu luôn hả? Gâu ghê gì cắt sạch sẽ hết. Cái mấy cái rễ này em để lại nó thúi nó hư luôn đâu ra nổi. Hư là nó kéo bên kia theo luôn phải không? Chưa. Hết chưa? Hết một chưa? Để gì hết. Hết luôn, còn nguyên vàng này. Cái này nó ra cái cắn lắm rồi, để nó chết kỹ đó. Cái nhánh này anh thấy khô, nhánh này cũng hồng tươi là. Cái nhân chia sẻ lên YouTube rồi, cái nhân chia sẻ. Thank you.
Nào đâu, nào lấy một đồ. Đúng rồi. Cô luôn hả? Cắt luôn. Cái này gọi là phẫu thuật những cái cắt bỏ những cái khối u. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khối u. Cắt khối u với. Cô không? Cô không? Cô luôn. Hút luôn hả anh thích? Đây là khu gan nè. Ừ. Hút nó ra, đừng có đứt cái gãy này nha. Canh theo cho nó không hút. Kéo cái tay thì nó gãy vô cái tay nè. Nhảy cưa vô cái tay, đứt cái tay. Mổ nè, mổ nè. Quỷ kia nó mượn. Nó mượn. À, tôi vừa im rồi nè. Có này ha ha đang đang. Cái vỏ. Vỏ. Ừ. Có. Đó. Đó. Quá trời đủ đồ vậy kìa.
Nãy anh em thì đủ đó hết trơn luôn, không công chạy về lấy à. Chạy về nhà luôn à. Hay qua ông sếp chưa? Qua ông sếp. Liếc lắm. Sư phụ không? Còn nghề của sư phụ. Lúc không lên tiếng mà lên tiếng thì mình ở mình phải làm cho cái nơi nó trốn. Giống như Tú lên tiếng là nhờ là phải làm, bà không làm mình nó gầy chết á. Lấy cái đồ độc gì đi. Cái đấy em lấy được này, nghe được dính nè. Có đồ có tài nghề được là nó được chứ. Đúng rồi, khô gan luôn, khô. Tại nghe Tú nguyên bên đây luôn nè, cát vô không, cát vô ai nói cát, người ta gọi là hàng. Thank you.
đi đó. Đi hết nửa cây. Thấy không? Ngon thấy không? Ngon thấy không? À, đi rồi nhau. Đi ban cây luôn. Cái nụ này chắc bằng cái cây đó lần trước em tới đó à. Không thua đâu. Chánh thầy Thanh còn cây khoảng này nè. Dạ, dạ phân vợ nụ cái gốc trà bá nụ ngay dưới dưới đó. Cái hình đẹp không trên đó. Càng dưới không? Dữ lắm cái cây đó. Vậy thôi. Cái trống chảy cái gì? Chờ hồi lúc trước chị không biết chị tao cắt cái đó. Nó hơi bị thiếu đọt xíu. Cái này xanh theo hộp có tàn. Nhờ em thì cây nó trồng thích quá đó. Nó tông nó teo nó lên thẳng hoài nó bung bung. Vì chèn ép quá. Chỗ nó bung. Lên bứng cây của Tố Chánh nó được 2 cộng rễ đó. Cây được cái này. Hơn cây đó. Hơn này nữa nè, này gì ngon nè. Đấy, cái kia là củ tỏi mà. Ông kia hơn củ tỏi mà. Hơn cây con lộng đứng cây lộng rễ nhiều hơn thức. Lộng thì rễ được bên, còn thúi bên. Vậy đó. Chắc con cây lộng ngon cái chảnh. Rễ dừa, tép nguyên dư tới dưới luôn à. Được chưa? Thế sao sâu dư anh thức? Sao rồi đó? Chưa hết mà. Thấy cái bộ được rồi đó. Trắng ngang nãy luôn mày ra luôn. Vô con mắt cho là con mắt. Vô, vô keo. Cái khu này, cái khúc này đừng có ấy nữa, đừng có vô keo. Cái này thầy không có cho chỉ đó. Bước quan trọng à. Cái trên đó để từ từ đi. Hả? Thâm nó tới nó tới đâu nó cũng vậy đó, y gan vậy đó. Rồi mình xin kết thúc bây giờ tại đây.